Chào tất cả anh em của Benjamin nha. Thì sau khi ngày hôm qua thì mình đưa ra cái cách mà hướng dẫn cho anh em tải những cái server nước ngoài về để mà chơi cái phiên bản đấu trường chân lý mobile đây á. Thì trên group cũng có khá nhiều anh em gặp những cái lỗi, mà đa số là những cái lỗi mà đã mắc phải rồi. Và là một phần là có những anh em không có làm theo hướng dẫn của mình, cho nên là thành ra là cuối cùng là không tải được. Chính vì vậy nên hôm nay thì mình làm cái video này để mà hướng dẫn anh em fix những cái lỗi này, kể cả trên iPhone và Android nhé. Thì sẵn tiện đây, anh em nào mà có quan tâm đến hai tựa game tốc chiến và đấu trường chân lý mobile thì có thể tham gia vào group để giao lưu với các anh em nhé. Link mình để dưới phần mô tả và bài của BNGaming mình cũng để dưới đó nha. Ok, giờ vào phần fix lỗi nha. Đầu tiên là bên iPhone sẽ có một số lỗi như sau. Cái lỗi mà đầu tiên mà anh em gặp nhiều nhất á chính là cái lỗi như này đây. Cái lỗi này á là mình thấy trên group là anh em đăng rất là nhiều. Và chính cái lỗi này á là do anh em không có xem kỹ hướng dẫn của mình. Và khi mà anh em vào Fast IP, kể cả phần cài đặt và cái phần ở trên App Store thì anh em làm liên tục, chứ đừng có làm lỡ dở rồi out ra. Còn nếu lỡ dở out ra thì anh em làm lại từ đầu và phải làm trên cả App Store và trên cái điện thoại. Bởi vì khi mà anh em chỉ phát IP ở trên App Store mà không có app, không có phát IP trên cái điện thoại á, thì ở đây nó cũng kêu là tài khoản của bạn là không có hiệu lực để sử dụng trên cái store của Mỹ hoặc là của Pháp, thì bạn phải chuyển đổi cái cửa hàng Việt Nam trước khi mua. Đây, tiếng Anh là nó như vậy. Ý nó có nghĩa là ở đây các bạn đã chuyển trên App Store, ở trên Fast IP trên App Store, nhưng các bạn chưa có chịu app Fast IP ở trên cái máy điện thoại của mình, thì cả hai nó đều phải đồng điệu, phải là Pháp Pháp và phải Mỹ thì Mỹ, chứ không được giữa Việt Nam và Mỹ, Việt Nam và Pháp. Thì các bạn làm vậy nó không có đồng đều thì nó sẽ không có thể nào mà đồng hóa được cả điện thoại và App Store được. Thì nếu bạn nào vẫn chưa làm được thì xem lại, phải làm đúng như mình hướng dẫn, làm liên tục nha, đừng có làm lỡ dở rao ra. Ok, đó là cái lỗi đầu tiên. Còn cái lỗi thứ hai á là cái này đây. Cái lỗi này thì chắc nhiều anh em cũng biết là nó bị như thế nào. Thì có nghĩa là thiết bị của bạn thì không đủ để mình chơi. Ở đây anh em hiểu là cấu hình của nó. Đối với iOS á thì iPhone phải từ 6S trở lên. Còn đối với hệ điều hành Android thì phải là Android 7. Ở bên Android thì nó không có thông báo như vậy, nhưng nó sẽ gặp nhiều cái lỗi rắc rối thì từ từ mình sẽ giải quyết sau. Và riêng đối với iPhone 7 thì phải có Android 7 thì phải từ chip 64 bit và RAM 2GB trở lên. Cái này xíu mình sẽ nói sâu hơn chi tiết bên phần Android. Thì sơ sơ đó là những cái lỗi mà iPhone mà anh em bị nhiều nhất. Thì anh em nào mà vẫn bị vậy thì cứ theo cách mình mà làm, nhớ là làm liên tục nha anh em. Tiếp theo là ở phần Android. Android thì anh em gặp những hai cái lỗi đây là chủ yếu. Lỗi đầu tiên là ứng dụng chưa được cài đặt. Và cái lỗi thứ hai ở đây thì tương tự như cái lỗi kia, nhưng lỗi này thì ít phải mắc phải hơn, là không thể cài đặt do một lỗi trong ứng dụng APK. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên cài các ứng dụng được chấp nhận từ Play Store. Thì đa số cái lỗi này thì anh em sẽ gặp ở trên Samsung và Oppo là nhiều, đặc biệt là Samsung. Samsung thì nó sẽ gặp cái lỗi ứng dụng chưa được cài đặt, còn bên Oppo thì đa số là cái lỗi APK đây. Thì cái lỗi này thì chỉ có một đơn giản là nãy mình đã nói là lý do là nó bị là do cái hệ điều hành Android của bạn chưa đủ hệ điều hành 7, hoặc là chip thì phải 64 bit nha. Tại vì đa số dòng thoại mà những cái dòng cũ á, 32 bit thì anh em không thể nào cài đặt được đâu. RAM thì 2GB trở lên, ít nhất phải 1,5 mà 2GB là vừa. Nhưng mà chip thì phải 64 bit. Thì để làm thế nào mà anh em biết được điện thoại của mình chip bao nhiêu bit? Thì đơn giản đây mình sẽ hướng dẫn anh em tải cái phần mềm này về để kiểm tra nha. Đầu tiên anh em vào App Store. Thì sau đó anh em
tìm cho mình một cái ứng dụng. Search lên anh em. Cái ứng dụng Phone Info. Anh em search vào đây cho mình. Đó đây. Cái ứng dụng Phone Info xem đây. Anh em cài đặt về giúp mình nha. Nói chung ứng dụng này thì nó không có fix được lỗi, nhưng mà nó sẽ giúp cho anh em biết được điện thoại mình có chơi được không, phải mắc lỗi như vậy không. Thì bởi vì game này sau này thì chắc chắn nó sẽ fix những cái lỗi này. Còn hiện tại thì cái bản này chỉ là bản quốc tế, cho nên nó chưa có được đồng bộ hóa nhiều ở trên cái điện thoại của Việt Nam đây. Ok, sau khi mà đã cài đặt thì anh em mở lên giúp mình. Đây, đây nó sẽ hiện tất cả thông tin điện thoại của anh em. Hãng gì, hiệu gì có hết nha anh em. Đó. Và ở phần này thì nó sẽ hiện cho anh em RAM nè. Ok, pin. Ở cái phần phim quay đây thì nó có ghi 64 bit này anh em chú ý phần này nha. Đây nó có 64 bit. Đó thì anh em nào mà cái chỗ này nó ghi 32 bit hoặc là ghi dữ liệu khác thì anh em biết là điện thoại mình không thể chơi được nha. Tại cái lỗi này thì cũng không có cách nào fix, bởi vì cái đây mình đang chơi server của nước ngoài. Chắc chắn khi game ra thì nó sẽ fix cái lỗi này, nên anh em cũng yên tâm. Bởi vì đây chỉ là cái thời gian đầu của game, cho nên nó sẽ gặp những cái lỗi không có tương thích với máy điện thoại như vậy. Khi game ra thì đương nhiên nó sẽ fix lại những lỗi này, bởi vì đa số lỗi này thì anh em sẽ gặp ở trên Samsung là nhiều. Samsung và Apple. Ok, và gần đây thì có một số thông tin anh em có nói là ngày 20 này thì game sẽ chính thức có thị trường Việt Nam. Và cái này thì là cái tin không chính xác nha anh em. Tại như trên trang chủ chính thức của đấu trường chân lý mobile thì nó có ghi đây. Sáng sớm hôm nay thì đã có một số lỗi xảy ra ở cửa hàng Google Play khu vực Đông Nam Á. Cho nên là phiên bản này vẫn chưa hỗ trợ đầy đủ của đấu trường chân lý mobile tại Đông Nam Á. Và thông tin cụ thể chi tiết ngày phát hành dự kiến của Đông Nam Á thì họ sẽ đăng sau. Và họ xin lỗi về cái sự nhầm lẫn này. Thì tất nhiên là khi nào mà có thì họ sẽ đăng lên tin. Và đương nhiên mình cũng sẽ cập nhật cho anh em biết sớm nhất có thể. Ok, video của mình tới đây cũng kết thúc. Thì anh em nào mà vẫn gặp những lỗi này thì cứ như cách của mình mà làm. Còn những có vấn đề gì thì có thể để dưới comment hoặc là tham gia vào group và up ảnh lên. Thì bên mình cũng sẽ hỗ trợ giải quyết giúp cho các bạn nếu những vấn đề đó mình có thể xử lý được. Và đừng quên like ủng hộ mình và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tốc Chiến và Đấu Trường Chân Lý Mobile. Tạm biệt anh em.